Xin chào các bạn, AK Shop gửi video thì dòng xe Vision 2019. Các điểm nhận dạng dễ biết là ổ khóa Smart Key zin từ chính hãng Honda khi các bạn mua dòng xe Vision thì đời 2019 này. Và trên video này mình sẽ giới thiệu những sản phẩm nào. Thứ nhất là phần đèn chiếu sáng, nâng cấp gương cầu LED thay thế cho bóng zin là bóng halogen sợi tóc. Phần đèn đờ mi sẽ chế thêm phần đèn đờ mi sinh dương ngay vị trí này. Zin sẽ không có đèn đờ mi nha các bạn. Và phần xi nhan bên trên mình sẽ làm quả tiết Audi kết hợp với bóng LED Olof cùng với phần hiệu ứng Audi A9 như các bạn đã biết. Phần Audi A9 thì sẽ hiển thị được nhiều màu và nhiều hiệu ứng kèm theo. Và phần Audi A9 thì sẽ có tặng kèm cho bạn hai công tắc LED điều khiển. Thì cụ thể từng phần mình sẽ nói chi tiết trong video này. Và cái đó nó sẽ là phần nâng cấp chống cướp 2m, chức năng chống dắt và phần Bluetooth kết nối giữa smartphone với xe để có thể sử dụng được chức năng tìm xe hoặc là chức năng mở điện xe, cùng với nâng cấp thêm phần LED ổ khóa trên ổ khóa Smart Key này. Trước tiên mình sẽ nói về phần LED ổ khóa và phần chống cướp 2m Bluetooth. Cuối video mình sẽ nói về phần đèn của xe. Thì quý bạn cũng đã biết là với dòng xe Vision đời 2019 này hoặc là dòng xe A-Plus đời 2019, Honda Lee 2019, đó những dòng xe đó thì ổ khóa Smart Key là zin khi bạn mua xe là có sẵn nếu bạn mua bản Smart Key. Và đặc điểm nhận dạng là Smart Key Remote 2 nút. Nó khác hẳn với Smart Key Remote 3 nút. Thì Smart Key Remote 3 nút sẽ có thêm chức năng chống dắt. Còn Smart Key núm nhỏ này nè, cái núm dặn là núm nhỏ, xe nhỏ, thì đặc điểm nhận dạng Remote 2 nút thì nó sẽ không có hoàn toàn là không có chức năng chống dắt. Và cái chức năng chống cướp như mình cũng đã nói là chống cướp 2m là phải nâng cấp thêm. Toàn bộ những xe từ hãng Honda đưa ra và là một bộ Smart Key bán ra ngoài thị trường để thợ lắp đặt những dòng xe khác thì hoàn toàn sẽ không có phần chống cướp đó. Riêng cái dòng xe Vigo 2018-2019 thì cái phần chống dắt sẽ có sẵn trên đó. Chỉ có những dòng xe Vigo, dòng xe nhập khẩu mà mình không nói. Còn những dòng xe mà hit Honda Việt Nam đang bán tại thị trường Việt Nam này các bạn, như là dòng xe Vision này, Vision 2019, gọi là dòng xe Lee 2019, dòng xe A-Plus 2019 như mình đã nói, là hoàn toàn không có phần chống dắt. Thì khi các bạn nâng cấp bộ chống cướp 2m Bluetooth này, mình sẽ nâng cấp luôn cho bạn phần chống dắt đó. Rồi bây giờ trước tiên cái phần chống trộm này khỏi nói rồi, cái đó mặc định chống trộm tìm xe là mặc định một bộ Smart Key zin sẽ có những hai chức năng đó. Bây giờ trước tiên đang động cơ đang khởi động luôn, mình sẽ thử với bạn phần chống dắt trước tiên, xin lỗi, thử phần chống cướp nha các bạn. Đây các bạn thấy là động cơ đang nổ máy nè, và thấy à, đang lăn bánh rồi. Thì bây giờ mình chống cướp 2m là như thế nào? Là khi các bạn di chuyển trên đường gặp các trường hợp mất an toàn về tính mạng và tài sản của bạn, nghĩa là có những trường hợp là kẻ xấu sẽ dàn cảnh như thế nào đó để cố tình cướp xe các bạn, thì nếu các bạn cảm thấy mất an toàn, các bạn kêu việc rời xa xe sớm nhất để bảo vệ tính mạng của bạn đi. Tài sản của các bạn sẽ được bộ chống cướp 2m để làm việc để bảo vệ. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái tín hiệu này rời xa xe. Thì các bạn thấy khi tín hiệu remote rời xa xe từ 2m trở đi, chống cướp làm việc bằng cách là chớp xi nhan, bật cảnh báo kêu tít tít, và sau đó sẽ là tắt động cơ và bật cảnh báo kêu kèn xe nữa cho nó lớn hơn nữa. Thì khi kẻ xấu mà đã có ý đồ xấu muốn lấy xe cướp xe bạn, mà gặp những xe mà có trường hợp các bạn lắp chống cướp như thế này, thì khi bật cảnh báo, nghe tiếng cảnh báo như thế là không một cái kẻ gian nào mà còn yên tâm có thể mà tiếp tục thực hiện ý đồ là cướp xe các bạn được, bởi vì cảnh báo kêu rất lớn. Bây giờ mình sẽ cho thử cái điều đó. Mình cho tín hiệu thì cái remote thì rời xa xe. Rồi đây các bạn thấy remote rời xa xe, kỹ thuật đem remote đi. Thì các bạn thấy bây giờ nhà xi nhan, trước tiên xi nhan sẽ chớp tắt nè, bật cảnh báo kêu tít tít trước, sau đó tắt động cơ và bật cảnh báo kêu kèn lớn hơn nữa. Đây ha, tít tít xi nhan chớp tắt rồi đó. Đây ngoài sau đó, bây giờ tắt động cơ và tắt luôn hệ thống điện của xe, thấy chưa? Và bật cảnh báo là kêu kèn xe. Mọi tác động để khởi động động cơ là vô ích, các bạn thấy rõ, thấy chưa? Rồi bây giờ mình sẽ cho tín hiệu cái remote trở về gần trở lại. Thì cái tính năng chống cướp 2m này nó sẽ tạm thời tắt đi khi nào có tín hiệu từ remote. Các bạn chỉ việc tiến lại gần xe trong phạm vi 2m, xe nhận được tín hiệu từ cái remote này tự động sẽ mở hệ thống điện lại và tạm thời tắt đi tiếng kêu vừa rồi, tiếng cảnh báo kêu kèn xe.
và các bạn chỉ việc là khi hệ thống điện nó mở thì các bạn chỉ việc là khởi động động cơ và lấy xe di chuyển tiếp thôi. Vừa rồi là mình thử cho bạn cái phần chống cướp 2m. Rồi bây giờ mình sẽ thử cho bạn phần chống dắt nè. Mình tắt luôn. Rồi mình tắt luôn cái tín hiệu từ remote trước luôn. Mình thử cho bạn coi ha. Bây giờ chống dắt là như thế nào? Chống dắt các bạn bật tìm xe. Các bạn sử dụng nút tìm xe trên cái remote này, các bạn nhấn 2 lần, nhấn chữ tiên nè. Để mình ra xa để các bạn thấy khi bật tìm xe xi nhan xi nhá. Nào, một lần đúng không? Rồi nhấn thêm lần nữa. 2 lần đúng không? Rồi khi các bạn đã bật chống dắt rồi, các bạn rời xa xe. Bây giờ mình đây mới tính cho cái remote rời xa đi. Bây. Cho remote ra ngoài xíu xíu. Rồi khi các bạn đã bật chống dắt đi, các bạn để xe một vị trí nào đó khuất tầm mắt, các bạn rời xa xe đi, không có ở gần. Ai đó cố tình động vào xe các bạn hay là như thế nào đó dắt xe bạn đi, nó sẽ phát ra tiếng hiệu cảnh báo tích tích liên hồi như này. Đây được gọi là chức năng chống dắt. Chức năng này khi các bạn nâng cấp chống cướp 2m Bluetooth thì sẽ tự động có luôn cái chức năng này kèm theo, tặng kèm cho các bạn. Rồi giờ mình thử nè. Bạn thấy rõ ha? Chỉ cần xe có sự chuyển động thôi, đó như thế này là chống dắt nó sẽ làm việc, chớp xi nhan và bật cảnh báo tích tích liên hồi. Thí dụ tí xíu nó sẽ im như thế này nữa thì như thế nào? Có đạo tác động vào xe nữa, nó có kêu nữa hay không? Ok, mình sẽ thử cho bạn xem. Thấy chưa? Nếu mà im mà ai đã tác động dắt xe đi tiếp, có sự chuyển động của xe là nó cứ tiếp tục cái cảnh báo liên hồi như này. Chỉ khi nào có tín hiệu remote mở điện xe lên thì mới tắt được cái chức năng chống dắt này thôi. Chỉ có một cách duy nhất, mở điện xe lên thì mới tắt được chức năng chống dắt này. Rồi bây giờ mình sẽ cho tín hiệu trở về gần để mình mở điện xe để tắt chức năng chống dắt này luôn. Rồi bây giờ mình mở điện xe lên. Đó, là khi mở điện xe đồng thời các bạn đã tắt chức năng chống dắt. Rồi, bây giờ mình sẽ nói tiếp phần Bluetooth. Vừa gọi là chống cướp 2m và chống dắt nâng cấp thêm trên ổ khóa Smart Key Honda bản remote 2 nút. Còn cái phần chống trộm với tìm xe là mặc định Zin nó có sẵn rồi nên mình sẽ không nói điều đó nha các bạn. Rồi bây giờ phần Bluetooth là như thế nào? Bluetooth được gọi là trường hợp dự phòng khi cái remote của bạn không hoạt động, hết pin hay là các bạn làm mất, các bạn để quên cái này cho vị trí nào đó hay sao đó không cần biết. Mọi trường hợp mà cái phần remote này không làm việc được để mở được điện xe thì đối với những khi các bạn chưa có Bluetooth đó, các bộ bắt buộc các bạn phải nhập mã ID trực tiếp bằng tay trên cái ổ khóa. Mã ID là cái mã mà 9 chữ số á, trên cái thẻ trắng trắng khi các bạn mua xe. Cái thẻ trắng trắng nó kèm theo cái remote này. Rồi bây giờ mình sẽ thử là Bluetooth cho bạn xem bằng việc là cho cái remote rời xa xe nha. Rồi bây giờ mình đưa cái remote thì rời xa trước cái đã. Rồi, đưa remote rời xa. Mọi tác động vào ổ khóa để mở điện xe là vô ích. Thì như thế nào, nếu mà như mình đã nói, nếu mà không có Bluetooth đó, các bạn sẽ rất là cực, là các bạn phải nhập mã đi bằng tay trực tiếp như thế này, nó mất thời gian hơn. Còn có Bluetooth, mọi việc vô cùng đơn giản, giải quyết trên app hết. Rồi bây giờ mình sẽ mở điện thoại lên. Rồi, mở điện thoại, bạn các bạn mở Bluetooth. Để mình test thử coi Bluetooth đã mở chưa. Bluetooth đã mở. Rồi ok. Các bạn mở app lên. Đâu, đóng màn hình lại coi. Các bạn đợi xíu mình mở app lên nha. Đúng không? Chờ ra thoát ra ngoài luôn mình chờ. Rồi có rồi kìa. Rồi, bây giờ khi mà các bạn không có cái phần remote á, các bạn sử dụng app trên smartphone, mình hướng dẫn các bạn sử dụng cái này nha. Để mình soạn chính chữ số luôn. Rồi cầm. Đây mình sẽ mở, trước tiên các bạn sẽ mở Bluetooth trên điện thoại luôn. iOS hay là Android đều sử dụng như nhau. Các bạn mở app lên nè. Rồi mở app lên nó sẽ chạy cái giao diện như này, nó sẽ quét. Các bạn nhấn vào đây, nhấn vào cái phương mục này. Rồi các bạn sẽ nhập mật khẩu mặc định là 3979 để các bạn sử dụng được app nha. 3979 mật khẩu mặc định. Cái mật khẩu này sao? Rồi các bạn để ý là dưới đây nó đang báo là chưa kết nối. Rồi khoảng chừng 2 đến 3 giây sau nó báo là đang kết nối, là nó đã kết nối được với xe của các bạn rồi. Bây giờ các bạn thử nhấn tìm xe thử nè, để coi ok hay không nha. Nhấn tìm xe nè. Để ý nha. Nhấn tìm xe. Thấy chưa? Nhấn tìm xe mà xi nhan nó chớp như thế này là ok, việc kết nối đã hoàn thành rồi.
Thì các bạn như mình đã nói là các bạn nhìn dưới góc này nè, ban đầu nó hiển thị là chưa kết nối. Sau khi các bạn nhập mã 3979 rồi, các bạn để ý nó sẽ báo là đang kết nối. Kết nối xong các bạn nhấn thử tìm xe, coi nó ok không. Nếu tìm xe được là kết nối chuẩn. Rồi kế đến các bạn sẽ vô cái phần nhập. Đây mình hướng dẫn các bạn cài đặt luôn á. Rồi các bạn vô cái phần tài khoản kế bên nè ha. Rồi các bạn vô cái chỗ đổi mật khẩu. Thì cái mật khẩu hồi nãy là 3979, rồi là mặc định các bạn muốn đổi mật khẩu mới thì tùy theo ý các bạn đưa phần đổi mật khẩu. Mật khẩu các bạn nhập mật khẩu cũ là 3979, rồi mật khẩu mới là 4 dữ số, tùy theo các bạn chọn. Rồi cái phần này thì mình để chủ xe cài đặt, mình chỉ nói sơ thôi. Cái đến các bạn sẽ vô phần đổi pin mắc cây. Rồi các bạn nhập dãy số 9 chữ số trên cái thẻ trắng trắng mà mình nãy mình có nói với bạn á. Không, để mình nhập nha. Mình nhập cái này để các bạn test cho các bạn cái phần mở điện xe luôn. 3 số 8, 1 2 3 số 8, 2 con số 1, 1 con số 0. Rồi các bạn sẽ lưu là 15, nó hiển thị sẵn 15, giá trị 15 cho các bạn biết luôn á. Các bạn nhấn 15. Sau các bạn nhấn 15 xong các bạn nhấn lưu nè. Nó báo là đổi pin mắc cây thành công ha. Nãy các bạn nhấn lưu nó ghi là đổi pin mắc cây thành công. Rồi sau khi đổi thành công rồi các bạn ra màn hình, các bạn thoát ra chỗ phần home. Rồi các bạn sẽ thấy cái icon chữ mở ID lên. Còn cái chức năng chống cướp, các bạn đã nâng cấp cái này thì các bạn sử dụng rồi. Các bạn cứ nhấn để bật. Cái phần mở yên này đối với những xe mà ổ khóa hình vuông thì không xài cái phần mở yên này, để xài dòng xe khác. Bây giờ các bạn sẽ nhấn mở ID, nhấp 3 lần để các bạn mở được điện xe. Bây giờ nhấn thử nè, 1 lần trước nè, 2 lần nè, 3 lần nè. Sau khi các bạn nhấn 3 lần, các bạn để ý trên đồng hồ xe của bạn á, cái phần mà cái đèn báo màu vàng trên ổ khóa này bắt đầu chớp tắt. Các bạn đợi nó chớp tắt khoảng 1 phút xong. Sau 1 phút thì các bạn mới có thể mở được hệ thống điện của xe. Các bạn lưu ý nha. Các bạn sau khi nó chớp đủ để nó nhập. Cái quy trình là dạng như nó thay bạn nhập cái mã đi bằng tay, các bạn không còn phải nhập bằng tay trên ổ khóa nữa. Nó rất là tiện lợi, sử dụng rất là dễ. Mở app lên, nhập password ban đầu. Sau đó các bạn vô cái phần icon, 4 icon đó, các bạn tìm icon mở ID. Còn cái phần thay đổi mã số ID đó, thì các bạn thay đổi một lần thôi. Các bạn thay đổi xong các bạn nhấn lưu, nó sẽ nhớ trên cái app này. Mình đợi cho nó. Đây, các bạn đợi nó. Tầm khoảng 1 phút, thường thời gian mình nhớ là khoảng 1 phút là ok, đủ thời gian. Đó, nếu các bạn lắng nghe đủ 1 phút cái ổ khóa mình nộp cái cạch, nó báo là đủ rồi đó. Thì cái lúc này các bạn, dưới đâu nãy nó có báo cái tiếng tít tít, các bạn thấy không? Tại và các bạn thì để ý là cái đai bào vàng sẽ không chớp, chớp ngáy như nãy nữa, là các bạn dặn ổ khóa, đưa tay xoay núm là các bạn mở được hệ thống điện của xe. Rồi cái đầu động cơ nè. Đó. Đây là sử chỉ các bạn sử dụng là dùng Bluetooth kết nối với điện thoại với xe để mở được hệ thống điện của xe khi cái remote các bạn không sử dụng được. Rồi sau khi các bạn đã mở được hệ thống điện của xe, các bạn khởi động động cơ, di chuyển tới nơi cần thiết rồi. Sau đó các bạn tới nơi, các bạn tắt ổ khóa về. Xin lưu ý các bạn một điều như thế này, khi tắt ổ khóa về, các bạn phải thêm một thao tác nhỏ nữa là nhấn giữ nút đề khoảng 5 giây. Còn các bạn không nhấn giữ nút đề, lúc này cái ổ khóa của mình nó chưa có lock đâu. Nó sẽ hiểu là nó chờ cho các bạn chờ mở lại nữa. Nếu các bạn cần mở lại điện xe như thế này, không phải cần mở ID nữa. Không phải nhập chứa phần mở ID nữa. Còn các bạn đã tới nơi cần thiết rồi, các bạn đóng lại xong các bạn nhấn nút đề 5 giây. Kêu tích cái là ok, nó báo đủ, các bạn kiểm tra lại. Đây các bạn, mình sẽ kiểm tra cho bạn xem. Lúc này các bạn xoay núm sẽ không được, thấy chưa? Nó đã lock điện ổ khóa không thể nào xoay. Muốn mở được hệ thống điện của xe trở lại nữa, bắt buộc thứ nhất có remote, hoặc là thứ hai là phải có app trên cái điện thoại của bạn để các bạn thực hiện cái thao tác vừa rồi. Cái đó là thao tác mở ID nè. Muốn sau khi đã qua lock ổ khóa, muốn mở lại bắt buộc phải mở app lên, mở Bluetooth lên, xong rồi vô cái màn hình chờ 4 icon này, nhấp vô phần mở ID 1 2 3. Sau khi nhấp đủ 3 lần để ý trên đồng hồ sẽ báo chớp vàng như thế này là ok. Rồi sau khi đợi khoảng 1 phút, nghe một ổ khóa đóng một cái tiếng kết tạch nhỏ và báo cái tít màu vàng không chớp nữa, thì mới lúc đó các bạn sẽ mở được hệ thống điện của xe và mở núm lên. Và lưu ý với bạn một điều, khi các bạn mở hệ thống điện của xe bằng
phương pháp là kết nối Bluetooth sử dụng trên app. Thì lúc này hoàn toàn sẽ không có chức năng chống cướp 2m nha các bạn. Chức năng chống cướp 2m đó nó làm việc dựa vào kết tín hiệu sóng từ remote. Thì mất tín hiệu sóng từ 2m trở đi thì chống cướp nó mới làm việc. Còn đây là các bạn mở điện xe bằng app kết nối Bluetooth, app trên smartphone, thì nó không thể nào mà dựa vào tín hiệu sóng remote được. Nên tạm thời nó sẽ chỉ có là mở ID để mở điện xe và có chức năng là tìm xe để các bạn tìm xe trong bãi thôi. Hoàn toàn sẽ không có chức năng chống cướp. Chức năng chống cướp đó sẽ khi có khi nào các bạn sử dụng bằng remote zin của bộ khóa smart key. Rồi mình trong lúc mình rồi mình nghe tiếng cái tạch trên ổ khóa, sau đó màu vàng không có chớp tắt nữa và tí báo tít tít là đủ. Các bạn thao tác xoay núm, các bạn mở hai tấm điện của xe, rồi các bạn khởi động động cơ. Rồi các bạn để ý ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tắt hai tấm điện của xe đi. Mình nhấn tiếp 5 giây để lóc luôn điện ổ khóa, để bảo vệ lại ổ khóa sẽ được bảo vệ chức năng chống trộm. Rồi bây giờ mình sẽ tắt app như bình thường, mình sẽ lấy tín hiệu từ remote trở lại, mình mở hai tấm điện của xe. Mình nói tiếp về cái phần đèn ổ khóa và phần Audi A9 và phần gương Google Glass bên trên. Rồi đây là có tín hiệu từ remote trở lại rồi, các mình sẽ mở điện remote, xin lỗi, mình mở remote lên trước. Chuyển qua xin lá nè. Rồi mở điện của xe nè, như bình thường nha. Cái phần chống cướp này cứ như nãy ban đầu mình thử, các bạn cứ sử dụng bình thường, không phải thao tác gì hết, cứ ra xa tự động chống cướp làm việc. Rồi bây giờ mình sẽ động động cơ luôn. Rồi bây giờ mình nói tiếp về phần đèn ổ khóa. Như ở khúc đầu video mình đã nói rồi, cái ổ khóa smart key zin núm nhỏ này hoàn toàn không có đèn. Thì cái phần này các bạn phải chọn nâng cấp thêm mới có thể đẹp mắt như thế này. Nó vừa là cái tín hiệu báo khi mở điện xe, bởi vì sao, khi tắt khóa thì không sáng, mở khóa thì nó sáng đèn. Thứ nhất là tín hiệu báo biết là điện xe đang ở trạng thái mở, và thứ hai là làm đẹp ổ khóa. Còn cái phần đèn trên này nó sẽ có màu trắng xanh dương xanh lá đỏ, hoặc là hai màu kết hợp như thế này, hoặc là ba màu kết hợp, đó tùy theo sở thích của mỗi người, các bạn chọn màu sắc như thế nào thì mình sẽ lắp đặt. Còn đối với những anh em ở xa, các bạn có thể tham khảo cái video mà hướng dẫn lắp đặt led ổ khóa mình có up trên YouTube rồi, thì các bạn có thể tham khảo video đó bằng việc là các bạn search từ khóa là hướng dẫn lắp led ổ khóa và chữ AKSHOP phía sau. Xin lỗi, hướng dẫn lắp led ổ khóa smart key và chữ AKSHOP phía sau, thì ra thẳng được cái video mình hướng dẫn để các bạn xem cách lắp đặt, cách đấu điện như thế nào, và các bạn đặt mua bên shop sẽ gửi về. Rồi vừa rồi là phần led ổ khóa, cái đó mình sẽ nói về phần Audi A9. Thì phần Audi A9 này mình sẽ nói nhanh thôi, bởi vì đến thời điểm hiện tại mình làm cái video này là tháng 7 2019. Thì cái phần Audi A9 này mình đã giới thiệu ra thị trường hơn 1 năm hơn đây rồi. Từ 2018 mình đã giới thiệu cái phần Audi A9 này rồi. Các bạn mới biết Audi A9 này nó sẽ hiển thị được nhiều màu, và cụ thể là khoảng 7 màu cơ bản và khoảng 11 hiệu ứng kèm theo. Màu cơ bản là sao? Là 7 màu này phân biệt được bằng mắt thường rất dễ, còn là 10 màu, 12 màu cũng được, nhưng mà sẽ có hiện tượng màu trùng màu. Các bạn hiểu không? Nó gần gần giống nhau nên cũng sẽ khó phân biệt hơn xíu. Các bạn cũng đã biết là cái xe Vision này nè, cái phần đờ mi nó không có đèn đờ mi, đó là phải làm thêm. Riêng cái phần quả tiết đèn ngay vị trí xi nhan là các bạn tùy chọn, các bạn muốn làm hình ảnh khác cũng được. Còn chia trên này là quả tiết là hai cái dòng cung như thế này, và kết hợp thêm 44 led OLED cùng với bản nâng cấp Audi A9. Và phần đèn đờ mi bên dưới anh chủ xe chọn màu xanh dương cho đẹp mắt. Phần đèn chiếu sáng là nâng cấp gương cầu LED. Gương cầu LED vẫn đầy đủ chế độ code pha cho các bạn nha. Đây mình tắt. Tắt thì nó sẽ tắt nè. Tắt công tắc đèn á, còn mở đờ mi là nó sáng vào cái dòng thiên thần trong và ngoài. Mở công tắc đèn nó cuối cùng có sẽ có phần chiếu sáng code pha đầy đủ. Đây đang chế độ code nè, mình mở pha cho bạn xem nè. Code nó sáng nhẹ và pha nó sáng mạnh lên tí xíu. Scott nè, khoa nè, đó. Rồi ok, đó là phần nói sơ về cái phần gương cầu LED. Gương cầu LED sẽ có hai mẫu, một mẫu lốc xoáy hoặc là một mẫu đèn vòng, nó đứt khúc từng đoạn như thế này. Rồi cái đó là phần A9. Phần A9 bây giờ mình sẽ trả về bình thường trước cái đó. Phần A9 như mình đã nói sẽ có hai công tắc tặng kèm để các bạn điều khiển. Đây hai công tắc LED, sử dụng công tắc LED luôn cho đẹp mắt nha các bạn, không sử dụng công tắc bình thường. Đó, công tắc LED lên xe như thế này nó sáng đèn nhìn rất là đẹp mắt và nó có giá trị hơn là sử dụng công tắc bình thường. Thì hai công tắc này nhiệm vụ là một công tắc dùng để thay đổi tốc độ,
Một công tắc còn lại dùng để thay đổi màu sắc và chức năng của đèn. Chức năng sẽ có những chức năng nào? Bây giờ mình sẽ trả về bình thường trước cái đó. Để mình trả bộ đèn về bình thường. Rồi sau đó mình tắt khóa đi. Tắt khóa luôn. Đây là bạn không? Tắt cái này cái. Các bạn đợi xíu mình. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ mở cái điện xe lên. Chức năng đầu tiên là chức năng khởi động. Và khi các bạn khởi động, đèn sẽ quét chạy 3 lần như thế này ha. Và nếu các bạn đang mở dummy thì sẽ sáng đèn dummy. Còn các bạn không có mở công tắc đèn dummy thì nó sẽ không sáng gì hết. Rồi bây giờ mình sẽ để dummy cho đẹp mắt. Và mình sẽ đổi màu thử cho bạn xem nè. Rồi mình nhấn đổi màu thử nè. Rồi màu đỏ nè. Màu xanh lá. Màu vàng. Màu xanh dương. Màu tím. Màu xanh ngọc. Màu trắng. Và lưu ý bây giờ do cái quả tiết này sẽ có hai màu, xin lỗi, có hai sọc và có một sọc màu và một sọc đỏ, thì nên nhiều khi có những cái đoạn màu á, nó màu trắng thì dễ thấy, màu đỏ như này cũng dễ thấy nè. Để mình đổi màu xanh lá thì các bạn thấy cái sọc này rõ hơn sọc ngoài, do sọc ngoài nó qua một cái decal màu đỏ. Còn đây là màu vàng, xanh dương, màu tím, xanh ngọc, màu trắng đó. Như mình đã nói, quả tiết này sẽ có hai phần màu khác nhau. Một phần màu theo cái màu A9, còn phần còn lại là do cái đang đề canh đỏ bên ngoài nên cái màu nhiều khi nó sẽ hơi khác tí xíu. Thì nó sẽ có 7 màu như rồi. Vừa rồi mình đã đổi với bạn ở chế độ dummy. Bây giờ bấm thắng thử nè. Phần thắng đây là hiệu ứng thắng nha các bạn. Rồi mình nhấn đổi màu hiệu ứng thắng mà mình thay đổi tốc độ luôn. Mình chỉ nói sơ thôi. Rồi mình vừa đổi màu, xanh dương, xanh ngọc, tím. Rồi xanh ngọc đây nè. Rồi tiếp nữa là màu trắng, màu đỏ, màu xanh lá, màu vàng. Rồi mình đã thay đổi tốc độ thử cho bạn xem luôn nè. Sử dụng công tắc còn lại thay đổi tốc độ, nó chậm rồi đó, bạn thấy rõ ha, cái tốc độ chạy nó sẽ chậm hơn. Nó sẽ có nhiều cấp độ để các bạn chọn. Rồi bây giờ tốc độ nhanh nhất, các bạn thích tốc độ nào các bạn chọn, và các bạn thích màu nào các bạn chọn vào đó. Rồi buông thắng ra là trả về dummy. Rồi bật xi nhan thử luôn. Đây lưu ý là thắng màu gì xi nhan màu đó, thì các bạn chọn tốc độ xi nhan cũng được tùy theo thích, nhưng mà mình để tốc độ nhanh như thế này cho đẹp mắt tí xíu. Rồi xi nhan bên phía còn lại luôn. Rồi khởi động động cơ. Rồi tắt xi nhan luôn. Và lưu ý là phần quả tiết là tùy chọn nha, không bắt buộc phải làm giống như thế này, tùy theo mỗi người. Các bạn muốn làm A9 và các bạn muốn làm một màu cũng được tùy các bạn. Rồi bây giờ mình thử cho bạn xem phần dummy, phần thắng, phần xi nhan. Bây giờ mình cho bạn xem phần hiệu ứng. Phần hiệu ứng thì các bạn sử dụng công tắc LED đó, các bạn nhấn giữ, đợi cái đèn chớp một lần, các bạn buông tay ra, các bạn đổi từ dummy sang hiệu ứng. Hiệu ứng là như thế nào? Là bộ đèn mình nó sẽ chạy được nhiều kiểu, chậm quá mình chỉnh tốc độ nhanh tí xíu nè, nó hơi chậm rồi, từ từ. Rồi các bạn thấy không, vừa gọi là kỹ thuật đã chỉnh cái tốc độ nó chạy nhanh tí xíu để nó đẹp mắt hơn. Thì như mình đã nói là cái đèn mình nó sẽ có khoảng 11 hiệu ứng. Bây giờ mình chuyển sang hiệu ứng khác nữa. Phần A9 này nó quá phổ biến rồi nên mình không nói kỹ. Cái này các bạn thấy nó nhanh quá đúng không? Các bạn làm tốc độ chậm lại tí xíu nè. Đó, các bạn thấy rõ tốc độ sẽ chậm. Thì ở phần hiệu ứng này các bạn muốn bật, xin lỗi, các bạn muốn chỉnh màu cũng được, các bạn muốn chỉnh tốc độ cũng được, cứ vẫn sử dụng hai công tắc LED thôi. Thì cụ thể cái phần sử dụng chi tiết khi lắp đặt, bên kỹ thuật sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng luôn. Lưu ý với bạn một điều là đang ở phần hiệu ứng như thế này, các bạn bấm thắng sẽ không có hiệu quả. Bây giờ các bạn đang phần hiệu ứng mà các bạn bấm thắng, đèn sẽ không chạy hướng thắng đâu. Rồi mình đổi sang hiệu ứng mới cho dễ thấy hơn nữa nè. Rồi đây là phần hiệu ứng khác đi. Rồi mình bấm thắng thử nè. Thấy chưa, nó vẫn chạy hiệu ứng thôi. Nhưng mà các bạn bật xi nhan đi, các bạn sẽ thấy một điều. Thấy chưa, nếu bật xi nhan, đèn nó sẽ ưu tiên tín hiệu xi nhan luôn. Tín hiệu xi nhan thì nó luôn luôn được ưu tiên. Không cần biết là các bạn đang ở chế độ dummy hay là bấm thắng hay là phần hiệu ứng gì hết. Cứ có tín hiệu xi nhan, bật xi nhan xe là đèn sẽ hiển thị xi nhan như thế này. Rồi các bạn tắt xi nhan thử đi. Tắt xi nhan nó sẽ tự động nó trả về đúng với cái phần trước khi mở xi nhan là gì. Ví dụ trước khi mở xi nhan là dummy thì trả về dummy. Trước khi mở xi nhan là hiệu ứng như thế này nè, thì nó trả về hiệu ứng như các bạn đã thấy trên video. Rồi thử xi nhan phía còn lại luôn, để các bạn thấy là cái phần xi nhan sẽ được ưu tiên. Rồi mình tắt xi nhan đi. Rồi mình sẽ chuyển sang hướng khác để bạn xem nữa.
Đó, mình đổi sang hướng khác, hướng ứng này là từ dưới chạy lên. Và mình đổi màu thử cho bạn xem nè, nhấn đổi màu. Đây rồi ha, mình vừa đổi màu đó các bạn. Rồi đổi màu cái nữa nè. Rồi đây màu tím, rồi mình sẽ đổi hiệu ứng khác cho bạn xem nữa. Trong phần hiệu ứng các bạn muốn đổi màu vẫn được, các bạn muốn đổi tốc độ chạy trên phần hiệu ứng vẫn được luôn. Bởi vì đó là ưu điểm của đèn A9. Như mình đã nói đầu video, A9 nhiều màu, nhiều hiệu ứng. Rồi mình sang hiệu ứng mới nữa. Hồi nãy các bạn lưu ý là khi mình chuyển hiệu ứng mà các bạn buông tay ra rồi á, các bạn thấy cái màu trên đèn nó chớp ba màu xanh dương, đỏ, xanh lá. Thì đó là cái tín hiệu báo cho bạn biết đèn mình đang ở chế độ luân phiên. Luân phiên là tự động nó hiển thị hết lần lượt từng hiệu ứng một, trên đèn mình nó sẽ có khoảng 11 hiệu ứng. Thì nó sẽ hiển thị hết đủ đầy đủ 11 hiệu ứng đó. Cứ hết hiệu số 1 qua hiệu số 2, hết hiệu số 2 nó qua hiệu số 3. Cứ lần lượt như thế, nếu mà hết đầy đủ 11 hiệu ứng nó tự động quay về hiệu số 1 tiếp. Đó được gọi là hiệu ứng luân phiên. Thì mình sẽ để camera đứng im tí xíu để bạn xem phần hiệu ứng phim. Đó thấy chưa? Nó quay hiệu ứng khác rồi đó. Đây là hướng đèn bullet xanh đỏ. Rồi để nó đổi sang hướng mới nữa thì mình nói cho bạn biết. Thì với phần sản phẩm Audi A9 này mình làm hiện nay rất nhiều video luôn rồi các bạn. Hầu như mọi dòng xe phổ biến hiện nay đều có. Exciter nè, dòng xe Winner nè, dòng xe Vision này, dòng xe Avlux nè, dòng xe SH, dòng xe Vigo, NVS luôn, có luôn đầy đủ dòng xe quay. Nói chung mọi dòng xe phổ thông hiện nay là có đầy đủ phần Audi A9 này rồi. Tại vì mỗi dòng xe nó sẽ có những cái phần họa tiết, những cái mẫu đèn phù hợp từng dòng xe khác nhau. Rồi bây giờ mình sẽ đổi hướng mới nữa. Vừa rồi là hướng luân phiên. Rồi tiếp đổi hướng mới. Mình làm nhanh phần hiệu ứng nha. Đó. Rồi mình sang hướng tiếp các bạn. Riêng cái phần tem đèn, tem đèn mình đã áp dụng luôn cái phần Audi A9 và tem đèn. Phần tem đèn A9 đó mình đã làm trên dòng xe Exciter. Mình đã làm 2-3 cái video vậy đó. Và dòng xe Future. Dòng xe Future thì cũng có Audi A9, tem đèn A9 luôn. Future đời 2018-2019 là Future đời đèn LED. Rồi Future đời từ 2017 trở về trước có là sản phẩm luôn đầy đủ. Rồi mình đổi sang hướng khác nữa. Đó. Rồi mình đổi tiếp nữa nè. Rồi, hình như hiệu ứng như là ban đầu các bạn đã xem. Mình đổi thử lần nữa, có phải hay không. Rồi, vừa rồi nó đầy đủ những hiệu ứng là mình cũng nói hết cái phần đèn xe này. Thì các bạn muốn nâng cấp phần nào các bạn có thể liên hệ trực tiếp. Thứ nhất số điện thoại, thứ hai đến shop luôn, thứ ba qua Facebook, thứ tư qua Zalo. Bên YouTube, bên shop chỉ để video để các bạn tham khảo sản phẩm mà thôi. Vì hiện nay lượng video rất nhiều rồi, nên mình không thể nào trả lời sẻ mọi cái phần comment tư vấn của bạn. Hiện nay mình sẽ xử lý, thứ nhất là trả lời tư vấn của bạn qua điện thoại là cách dễ nhất, nhanh nhất. Thứ hai là đến thẳng trực tiếp shop, thứ ba là Facebook, thứ tư là Zalo. Thời gian làm việc của shop từ 9 giờ sáng đến khoảng 6 giờ 30 tối. Ngoài thời gian trên các bạn hãy để lại cuộc gọi nhỡ hoặc tin nhắn. Hôm sau bên shop làm việc và sẽ liên hệ lại với các bạn và tư vấn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái thực trả phần đờ mi về luôn. Trả phần đèn về đờ mi là sáng một màu các bạn. Đó là tự động trả về đờ mi bình thường. Thì cụ thể cách sử dụng mình sẽ hướng dẫn các bạn khi lắp đặt. Các bạn có thể hỏi thêm nhiều video trên mọi dòng xe tại YouTube hoặc là Facebook. Bên YouTube các bạn hãy search từ khóa gồm tên dòng xe, tên sản phẩm các bạn cần làm và chữ AK Shop phía sau để ra thẳng trực tiếp những video bên mình. Cảm ơn các bạn đã thời gian xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trên những video tiếp theo. Một lần nữa xin cảm ơn và xin chào các bạn.